đâu có tuổi để ý đến tụi nó. Một đảng vẫn yên bình hơn đa đảng, nhưng chỉ cần làm sao cho dân bớt khổ và đất nước này phát triển hơn hôm qua là ok. Đúng rồi, anh nói câu này đúng, đúng, đúng. Nha. Cái chuyện một đảng hay đa đảng hay 100 đảng, 10 đảng, chuyện đó cá nhân em cũng khe, em cũng quan tâm à, nhưng mà cái chuyện mà đất nước Việt Nam này yên bình rồi thì người dân sống tốt hơn hôm qua là cái điều là nó hoàn toàn đúng, và thực tế nó đang diễn ra như vậy đó. Nha. Thực tế bây giờ người dân đảng sống tốt hôm qua, bây giờ anh cứ quay về 10 năm trước coi, tập game có thằng nào mua súp? Không có thằng nào mà mua súp nổi luôn, đúng không? Thậm chí là Duy Nguyễn là người yêu game mà nó nói thiệt với bạn, yêu là yêu có hy sinh luôn á, cũng không có súp để mà mua chứ không phải có tiền, đúng không? Giờ đời sống người dân sướng tới mẹ, uống súp thay cơm luôn, đúng không? Mấy tập tạ vợ hỏi em làm biến ăn quá, anh bán cho em những cái loại nào kết hợp với nhau để em uống khỏi nhai. Đời sống người dân bây giờ nó quá sướng rồi còn gì nữa. Quá ư là sướng. Ngày xưa hả, nó mỗi lần cứ bắt taxi một cái, bạn biết taxi nó còn ít, nó không được như giờ đâu. Nó có thằng Vina taxi màu vàng thôi. Còn bây giờ hả, trời đất ơi, taxi nó ra nó cạnh tranh với nhau, giá đau bụp 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 bụp. Alo, một cái 5 phút phắn tới. Sống quá sướng luôn. Nó là quá đã. 10 năm sau nữa không biết nó còn sao nữa chứ thiệt á. 10 năm nay nó đá gì đâu. Bây giờ ra đường xá đông đúc, không? Người đi chơi, đi làm, thành phố nó rất là sôi động, đâu giống như xưa, má nhìn như thành phố chết. Đi ra đường tầm 10 giờ thôi tới thui. Bây giờ ra đường 12 giờ quán nhậu vẫn mở um sùm. Mặc dù cái đó nó mở nó sai thiệt, quá giờ giới nghiêm, nhưng mà thực tế nó nặng vậy đó. Mình nhìn nó phải khách quan, không, mình nhìn nó phải đàng hoàng. Chứ không phải mình nhìn cái mắt mày nhỏ vô đâu thấy tiêu cực. Nó nói chuyện mở mồm ra thì nói chuyện với mấy thằng á, nhiều khi mình nói với nó xong mình về muốn thắt cổ tự tử luôn mấy bạn. À, muốn thắt cổ tự tử luôn á. Thấy đời chả còn gì để hy vọng, chả còn gì để sống nữa. Thôi chết mẹ cho rồi, sống chi. À. Thích nghe Duy Nguyễn nói chuyện, dạ cảm ơn chị. Anh lóc bao nhiêu thằng rồi? Hơn 7.000 thằng em. Dạo này anh Hiền á, má trên như xưa là lóc gãy cổ nữa hả? Ủa cái hũ anh Famino của anh nằm đâu? Ở kia phải không? Nguyễn Huệ còn sống thì có lấy lại được Quảng Đông và Quảng Châu không anh Duy ơi? Bây giờ Quảng Đông, Quảng Châu, Tập Cận Bình quỳ gối qua dân cho tao, tao cũng dám lấy. Có khùng mới đi lấy hàng đó về. Từ đó chưa, để đi, từ tí có nhìn cận pha. Không phải, nó thiệt câu mình nói chuyện hơi bị láo, nhưng mà nói thì cho bằng hiểu trong não á. Bây giờ mà Trung Quốc nó qua đây nó quỳ gối xuống nó dâng cho mình hai tỉnh Quảng Châu, gọi là lưỡng Quảng của Trung Quốc á. Ông có nội danh cũng dám lấy về. Ở đâu mà đòi lấy, ở đâu mà đòi đánh nó lấy. Cần gì đánh, nó nói thôi giờ tao tự nguyện, tao qua tao dân kiến luôn nè. Mày chuẩn bị cử người qua tiếp nhận đi. Mẹ bố ai cho qua lấy. À, giống như thằng Mỹ bây giờ á, nó nói thôi giờ tao cho mày hai bang, một bang là Cali, thêm một bang nữa là New York, qua nhận đi, ông cố nội cũng dám nhận. Bạn có hiểu tại sao mình không dám nhận không? Đúng không? Lấy Cali đi. Lấy Cali với lấy New York luôn. Bang nào cũng giàu nó qua lấy đi. Làm giấy chuyển quyền sử dụng liền luôn giờ nè. Dám lấy không? Không mà lấy nó xong rồi tự nhiên dân mà nói tiếng Anh không à. Anh sinh ngày 24 tháng 12 hả? Ủa sinh ngày Noel luôn. Ủa đúng rồi, sinh ngày Noel luôn.
sinh ngay Noel luôn, anh sinh, anh mà sinh thêm 2 năm nữa là ngay trận Điện Biên Phủ trên không luôn á. Anh mà sinh mà ngày 24 tháng 12 năm 1973 đi là ngay thời điểm hot luôn. Anh sinh năm 75 cũng hot rồi đó. Chi nói chuyện cực chất tuyệt vời. Dạ cảm ơn anh. Cuộc sống bây giờ rất thanh bình mà mấy người ba que cứ nói Việt Nam vì bị Trung Quốc mấy người đó. Mà nhà nó lo chưa xong lo chuyện nước gì cái mẹ tụi nó mẹ. Tự nhiên đang nói chuyện vui bàn tới mấy thằng đó tao mệt. Đúng không? Myanmar trước đây là thuộc địa của ai? Của anh nè. Thằng Myanmar là thuộc địa của anh và thằng Ấn Độ là thuộc địa của anh, nên thằng Thái Lan không ai dám cướp. Mày nghĩ Thái Lan nó tại sao độc lập? Không ai dám quýnh nó luôn. Vô cái thế hơn. Thằng Pháp thì có Đông Dương, thằng Anh thì có hai thằng kia. Mà thằng Thái Lan vô tình làm cái vùng đệm, không ai dám đánh. Toàn quỷ tạo và lái lịch sử theo lợi ích cá nhân. Rồi nếu bạn cảm thấy lịch sử không đúng mà lái lịch cá nhân thì bạn cứ cầm băng rôn ra đường mà biểu tình đi. Bạn lôi thằng nào lái bạn chửi thẳng vô đầu nó nha. Chửi ghê vô. Làm thêm cái lo lớn lớn nữa mà. Bây giờ bạn ngồi bạn nói với mình là mấy con khỉ gì, đúng không? Mình là người học sử, mình đâu ngồi viết sử đâu bạn nha. Minh Lâm đâu rồi? Anh Sơn mới chuyển tiền cho chú hôm qua nè. Chắc tại hai ba tên Sơn Phạm nó tìm chưa có ra đó anh, để con nó nhắn tin em không? Duy có xài kem không mà sao mặt anh trắng bóng thế? Kem gì xài súp nhiều là đẹp rồi, cần gì kem? Tại sao Thái Lan không bị đập? Trời đất ơi, mẹ nó dùng đệm. Em có hiểu không? Tức là hai thế lực lớn quá nó đã cầm hai cái tục địa cho nó rồi. Đúng không? Ví dụ như bây giờ á, cái miếng Thái Lan đó thì con mồi nào cũng ăn hết, thằng Pháp cũng muốn bay vô đạp, thằng Trung và thằng Anh cũng muốn bay vô đạp, mà lỡ hai thằng đó bay vô đạp thì nó đập nhau, nó đập nhau rồi hai cái thuộc địa kia nó nổi dậy rồi sao hả? Nó nổi dậy rồi sao cái số 1 cái số 2 nữa đập thua rồi sao, đúng không? Đập thua rồi bị cướp luôn thuộc địa hay sao? Ví dụ đi hả, ví dụ giờ anh là Anh đi, em là Pháp đi, bay vô đập thằng Thái Lan xong tao mày quýnh lộn, đúng không? Quýnh lộn đã đời tao thua mày, cái tao mất thuộc địa tao luôn. À, mà cũng phải công nhận lúc đó là Thái Lan nó có chính sách ngoại giao đó em, nó hối lộ. Nó hối lộ. Chuyện gì đi em phản biện với mấy thằng đầu đất làm gì Duy ơi? Năm 1979 Nguyễn Huệ xài phương tiện gì mà tiến quân ra bắt nhanh gì anh? Xài dép bi tít đó em. Xài dép bi tít đó, đúng không? Em không thấy là cái dép bi tít mà nó dám lấy quảng cáo, nó lấy cái hình ảnh của cuộc chuyển quân thần tốc của Tây Sơn không em? Đó, giày cỏ Tây Sơn thần tốc, bi tít nâng niu bàn chân diệp. Thì từ đó mình suy ra, nếu mà quân Tây Sơn mà không lấy dép của bi tít, làm sao bi tít nó dám nói câu đó? Đúng không? Nói câu đó kiện ban quyền chết mẹ luôn á. Dân Bình Định kiện xong kiện. Đó. Nhưng mà cái vụ đó quảng cáo nên suy ra lúc đó đó là quân Bình Định đó là Tây Sơn Nguyễn Huệ là sử dụng hình ảnh dép bi tít của Việt Nam đi nhanh lắm mẹ. Ai? Thái Lan nó trung lập không chiến tranh nhưng nhục lắm, chịu thôi chứ biết sao giờ, nó cũng lấp lấp thì nó sống. Mỗi nước còn hoàn cảnh mà. Hôm nọ Minh Lâm còn thích tượng gỗ Di Lặc nữa, mua không anh bán cho. Ừ anh nói đúng rồi đó, quỷ đó nó thích tượng lắm anh. Thằng quỷ đó nó mê tín, nó thích tượng. Anh nói con này đúng á. Xài giày chuyên cardio anh ơi, cái đó là mình lợi dụng hình ảnh Tây Sơn để mình quảng cáo giày, nó không nên nha. Kệ bi tiếp đã làm rồi, mình ủng hộ bi tiếp nha. Lạy em luôn, làm gì lạy chị? Ủa chị hay anh vậy? Để em qua tay chị mà tên như anh vậy đó, kêu gì cho đúng nè. Tình hình này em thấy không còn bao lâu nữa sẽ có biến lớn. Má biến gì? Nói tao nghe với mày, biến gì? Hả? Biến gì mấy em?
Anh ơi, bọn nó bảo GDP Việt Nam thấp hơn các nước trong khu vực, trong đó có Lào thì phản biện sao anh? GDP Việt Nam 200.000 tỷ, ủa lộn, 200 tỷ mà thấp hơn Lào, mày có bị điên không? Đúng không? Mày có biết gì về dân Lào không vậy ba? Nên bây giờ mấy thằng mà nói so với Lào với Campuchia là mấy thằng cực ngu rồi. Mấy thằng đó đó em nó kêu mà vô coi là kêu bên Như Nguyễn mà đừng comment nha. Mày nghe anh thông não từ từ đi mà mày hiểu. Đúng không? Thật chuyện Việt Nam đi so với thằng Lào. Thằng Lào sắp bị thằng Trung Quốc nó thiến rồi kìa. Nó cho Trung, nó cho Lào xây cái cầu hay cái đường gì, đoạn đường cao tốc hay cái gì đó, nó nói từ là từ từ bên nước nó qua xuyên qua nước Lào đi tới Campuchia luôn. Thế quảng cáo đục khoan cưa thì dùng yết kiêu với sông Bạch Đằng quá, đương nhiên phải xài vậy rồi, đúng không? À, quảng cáo búa thì dùng hình ảnh Thạch Sanh nè, còn quảng cáo cơ bắp dùng hình ảnh Duy Nguyễn nè, bao lên sản xuất thua cả Campuchia báo kìa, má mày ăn rồi mày báo không, mà mày không có cái não mày báo không vậy đó ha, má khổ con này ghê á, biết bao nhiêu tuổi mà nó ngu dữ vậy trời. Du lịch thì thua luôn hả? Má du lịch mày biết không? Du lịch thua hả? Hôm qua mình share cho bạn cái bài báo bạn. 4 tháng đầu năm du lịch Việt Nam mang về nhiêu tiền các bạn nhớ không? Hả? 4 tháng đầu năm du lịch Việt Nam mang về nhiêu tiền các bạn nhớ không? Má gần bằng mẹ nó GDP cũng lâu luôn. Bởi vì có mấy thằng ngu nó nói chuyện ra là hiểu cái tầm nó rồi thiệt cái chứ. Từ từ đã nhớ rồi, con nhớ là 100 mấy chục ngàn á, 160 gì đó ngàn tỷ. Mày được kéo cái cửa vô, tao quay cái xe tải ở ngoài nó chạy nghe rùm rùm ghế mày, tưởng động đất à. Mày chửi nó hoài mày. Nó về quá xem. Mày gái thì đây nó về hết rồi, nó dê chút đỉnh, nó mất mát gì đâu, lủng gì đâu. Thôi tép nó cao luôn. Tép nó cao mày mới đã. Mày thích mấy thằng tép yếu hả? Tự nhiên bài gì đăng nhiều quá nó trôi đâu ta. Nhiều tiền quên rồi, tự nhiên mấy số lẻ không nhớ. 100 mấy chục ngàn đó. 7 tỷ đô á, nói chung là 7 tỷ đô các bạn. Vậy đi, 161 cái gì đó. Đó, GDP của, nói chung là cái du lịch của Việt Nam, khách quốc tế nha. Trong vòng 3 tháng đầu năm, được 7 tỷ đô. Du lịch Việt Nam nhiều nhất hình như là Trung Quốc. Trung Quốc đi đủ nước, nước nào Trung Quốc cũng nhiều các bạn ơi. So cái gì so, nước người ta tới tỷ ba dân, tỷ tư luôn. Trăm sáu mươi mốt nghìn tỷ, đúng rồi, 7 tỷ đô. Báo chí Việt Nam có được tự do như xứ tư bản không anh? Không em. Bây giờ em cứ so giữa nước mình với nước tư bản là không có giống rồi, hiểu không? So cái gì mà so tào lao, đúng không? Tự do nhiều dính phát niêu cho chết hả? Đúng không? Báo chí của mình là phải nó kiểm duyệt này nọ cũng cực lắm á, mà vẫn dính phát niêu. Phát niêu là mấy cái tin mà tào lao, tin xạo, tin vịt đó, nó kêu phát niêu. Đọc báo sợ nhất đọc tin giả. Mới mua hàng hôm qua, nay bảo không biết, chán mình lòng quá. Anh mua trúng nó hay mua trúng nhân viên của nó? Ừ, về đi em. Dân số mình bằng 1/10 Trung Quốc phải không anh? Hơn, ít hơn em. Làm sao 1/10 được?
chắc phải bằng 1 phần 13, 14 á. Phân tích sao giờ, sao Trung Quốc giờ mạnh vậy anh? Trung Quốc xưa giờ nó có yếu đâu, mà nó yếu yếu hơn ai thôi chứ có yếu hơn Việt Nam đâu. Nay không đi nhậu buổi tối sao anh Di? Nó tiền mà em. GDP đầu bình quân đầu người của Lào là 2003, Việt Nam là 2002. Tại Lào nó ít dân mà, Lào có mấy đứa à. Mình xét về một nền kinh tế là mình xét nhiều góc cạnh, chứ đâu phải là xét được cái GDP, đúng không? Nên tự nhiên bây giờ Trung Quốc nó vô đầu tư Lào nhiều là cái GDP Lào cao thôi, chứ phải dân Lào làm đâu. Dân Lào nghèo bỏ sự được, qua Lào coi coi có mấy triệu bạc. Ngày kiếm được bao nhiêu tiền anh trai ơi? Ai biết đâu, vài chục triệu, vài trăm triệu, khi tỷ hên xui. Rồi về em. Ủa mày không mà lại bán hàng nữa hả? Về đi. Chào chị Cúc. Anh làm thêm vlog kinh doanh anh nhé. Dạo này hơi bận á. Báo Việt Tân có phải là fake news không anh? Cái đó là phản động news luôn chứ không phải fake news nữa em. Ví dụ như fake news còn cái đúng cái sai. Đó. Ví dụ như nó ghi tin như nè, chàng trai thủ dâm 100 lần trong đêm dẫn tới cái chết. Thì con này nó fake chút đỉnh, thằng đó làm chừng 95 cái thôi. Đó, giờ khai tới 100 cái là fake 5 cái cái chẳng số. Thì cái đó kêu là fake news, đúng không? Còn cái màn mà không nói thành có, xuyên tạc, cái đó là phản động news. Chứ không phải là fake news nha. Gì GDP Lào 1693. Thôi bố xuyên tạc VL. Được rồi, vậy tóm lại là nhiêu? Ngày 10 triệu có cần đi nước ngoài không em? Anh ở ngày 10 triệu qua nước ngoài chi anh? Hả? Ngày Việt Nam 10 triệu tức là khoảng 450 đô. Đúng không? 450 đô ra nước ngoài kiếm ngày được 450 đô không? Hả? Ra nước ngoài kiếm được ngày 450 đô không? Mẹ cho dù ngày kiếm 450 đô cũng đi nữa. Đúng không? Chừng nào mà ra nước ngoài cầm kiếm tiền mà nhiều gấp 10, 20 lần Việt Nam thì hãy đi chứ không. Tự nhiên ngày 10 triệu là nhiêu? Tháng 300 triệu hả? Tháng 300 triệu ở Việt Nam hét ra lửa, phun ra mưa luôn. Tự nhiên đi nước ngoài chi anh? Sao Việt Nam chưa sản xuất được con ốc vít vậy anh? Tại Việt Nam mắc sản xuất tàu chiến em ơi. Ốc vít làm cũng có lời. Để nào làm kệ mẹ nó chứ. Mình làm ăn mình phải kiếm cái có lời mình làm. Chứ đi sản xuất mấy con ốc chừng nào có lời không nội. Trời đất ơi, ba ngây thơ quá. Đúng không? Tự nhiên mình cầm tiền mình đi sản xuất ốc vít. Có bị gì không? Đúng không? Tính làm gì nữ hoàng ốc vít hả? À, bây giờ nó ví dụ như mình có tiền đi, mình cầm tiền mình mua cổ phần của Vietcombank tới cuối năm được chia không sướng sao? À, tự nhiên đi sản xuất ốc vít. Sao Trung Quốc không sản xuất cạnh tranh với Mỹ, sản xuất làm cái con khỉ gì? Trung Quốc nó nhập nguyên liệu qua bên Mỹ, Mỹ nó mua nó sản xuất súp đó ông nội, biết không vậy? Hả? Biết không? Mấy thằng bay mua uống súp mà rẻ tiền đó, uống súp mà đẻo đẻo rẻ rẻ đó. Nói là cái gì mới ra bán chào hàng giảm giá đó.
mẹ súp Trung Quốc tá hình không đó con. À, hỏi sao anh Di không mua này cho sinh viên. Tụi mày uống, tụi mày tự chịu, kệ tụi mày. Tao không có khái niệm mà súp rẻ rồi. Đúng không? Trời đất ơi, nó đẩy BC, cái đẩy nó đẩy một lần container của bên bển. Nhập lại tụi mày, cái Mỹ nó tút tới, tút lui, tút xuôi, tút ngược. Cái nó sản xuất bên đó, súp Mỹ, nguyên liệu Trung Quốc, thua. Chuyện đó chỉ có thằng nhập khẩu chuyên nghiệp mới biết được thôi. Chứ thằng xài bỏ vô mỏ uống thôi chứ biết gì nó là từ đâu. Cầm gì sản xuất em nó xuất nguyên liệu vậy đủ làm cha người ta rồi, hiểu không? Đó. Xong rồi lâu lâu thấy xuất hiện mấy cái bịch quay bịch quyết mẹ nhìn như bao xi măng vậy đó. Ông bà ta có câu tiền nào của đó là đúng anh chứ sao nữa em. Bình quân 100 đô người bình thường kiếm chỉ làm ra tiền, ăn tiền, nhà tiền bill vật giá cao khoảng 70 đô. Uống súp Duy Nguyễn yên tâm, bạn nó có đề cực đúng, đúng không? Súp BBT Duy toàn bỏ họng Duy uống không? Bạn nó có đề cực đúng. Duy là kinh doanh là có triết lý đàng hoàng. Thằng nào mà hỏi súp rẻ dẹp, súp cũng rẻ, súp đúng giá chứ không phải súp rẻ, đúng không? Tới hồi nó xuống giá chút xíu rồi nó phải có lý do nó xuống. Thí dụ như bữa đó được mùa, hay là nói chung là mình điêu giá được tốt, hay là về đây chi phí nó thấp này nọ kia thì mình giảm giá chút đỉnh, đúng không? Mua súp đẻo bán cho sinh viên sau này nó giàu. Giàu con khỉ gì, nó uống vô nó đau bụng, nó đau vô tử chưa? Đang nguyên gì chưa? Không biết bao giờ Việt Nam mới tiến lên được xã hội chủ nghĩa. Kể dám chuyện nói chuyện thượng tầng xã hội quan trọng gì. Mình nhỏ mà mình quan tâm chứ tới chuyện nó ghê vậy, đúng không? Ui, chừng nào lên lên không quan trọng mà. Quan trọng về cuộc sống của mình thôi. Việt Nam còn chiến tranh không anh? Em thấy Việt Nam còn chiến tranh không em? Hả? Em thấy Việt Nam còn chiến tranh không? Thấy em sắp anh uống nùi nùi vậy nè. Hả? Làm bậy làm bạ cho mình chết trước à? Nói về miễn phí y tế và trường học. Thằng rapper B-Ray về Việt Nam sao không bị bắt hả anh Duy? Tao không có biết. Trời ơi. Rapper rap bóp gì kệ bà tụi nó đi, anh đâu có biết đâu em. Còn cuộc chiến trên mạng với ba que hả? Cảm uống BC nhiều được không anh? Được chứ em. Ngồi ngay cái chỗ quỷ này sao nó lạnh lạnh ta. Ôi da. Chửi Mỹ mà xài toàn hàng Mỹ. Câu này giờ đam kiểu mới nè bạn. Câu này bây giờ mình đam kiểu mới, mình không đam kiểu cũ nữa. Kiểu cũ nó xưa rồi đúng không? Kiểu cũ mình đam với nhiều cách khác nhau, các bạn quá nhàm chán rồi. Bây giờ mình đam ngắn gọn thôi. Chửi Mỹ, đúng không? Mà xài đồ Mỹ nó mới đẳng cấp. Đó. Còn thờ Mỹ mà không có tiền xài đồ Mỹ thì chỉ là phường cùi bắp. Mấy bạn thấy sao? Mấy bạn thấy sao? Hả? Nói chung là một cách đam mới thôi nha. Đam mới thôi.
nhẹ nhàng thôi, không cần nói nhiều. Anh biết nhà bốn mặt tiền không anh? Đầy. Nhà bốn mặt tiền ở Sài Gòn này có, mấy biệt thự nằm giữa bốn đường luôn. Đóng súp sau lưng là của Mỹ, cái điện thoại là của Mỹ, nói chung là sản xuất Trung Quốc nhưng mà nó là thương hiệu của Mỹ. Còn gì của Mỹ nữa ta? Đâu có gì đâu, mình dưới đó của Mỹ thôi, đâu còn gì của Mỹ đâu bạn. Nói chung mình xài đồng Mỹ cũng có nhiều bạn, mình xài tập lâm hết à. Xe của Đức, sàn gỗ của Đức, Việt Nam nhiều á, nguyên cái nhà này Việt Nam rất nhiều, kiến Việt Nam, trần Việt Nam, xi măng Việt Nam, cát sắt thép Việt Nam, dây điện Việt Nam luôn, bóng đèn hình như Việt Nam luôn, đá Việt Nam luôn, thang máy của Ý, nội thất sofa của Ý, mấy dàn lo, mấy cục dàn lo của Anh, lo của Anh, thiết bị vệ sinh là của Mỹ, cái Sony, cái TV Sony là của Nhật phải không các bạn? Ghê vậy. Anh Duy, em biết mấy cái liên quan chính trị, mấy cái liên quan chính trị dạy vậy, đều khó nói, nhưng anh thấy sao khi truyền thông thổi phồng Hội Thánh Đức Chúa Trời dù nó hoạt động đã lâu, phải chăng họ lợi dụng truyền thông để chiếm đất của Công giáo ở Thủ Thiêm? Nói chung thì bây giờ cái chuyện mà là lợi dụng truyền thông không lợi dụng truyền thông, cái chuyện đó thì nó cũng có thôi. Còn bây giờ để chiếm đất thì thấy giữa thanh thiên bậc nhập vậy sao chiếm ta? Sao chiếm được mấy em? Đúng không? Không chiếm được đâu. Sao gọi là chiếm? Theo quan điểm của anh thì cái nhà thờ đó cũng cần phải giải tỏa thôi. Cũng cần phải đi chỗ khác. Phải đi chỗ khác. Nhưng mà bây giờ cái đó là mình ngồi lại để mình gọi là mình bàn với nhau. Để sao cho đôi bên nó đều thỏa mãn. Nó đều ok. Thấy không? Giờ cái nhà thờ đi chỗ khác. À, thì phải cho người ta một cái miếng đất khác để người ta xây nhà thờ mới, đúng chưa? Thì khi mà xây nhà thờ mới thì nó có hai vấn đề, một là tiền đó, vậy thì đền bù sao để cho người ta đủ tiền người ta xây nhà thờ mới, hoặc là chí ít người ta chỉ cần vận động thêm một chút xíu thôi để người ta xây nhà thờ mới. Cái nữa, vậy thì trong quá trình xây nhà thờ thì phải làm sao để làm lễ đó, thì bây giờ mình phải dựng thêm cái nhà tạm để làm lễ nữa. Ở dưới quê nó vậy mà, xây một cái nhà thờ, dựng một cái nhà tạm để làm lễ, chuyện bình thường, chuyện rất là bình thường, đơn giản thôi chứ. Bây giờ tự nhiên đội cố ở đó không chịu đi, có mấy thằng khó chính quyền không, vô lý. Trừ khi nào mà chính quyền đền bù không đủ tiền để xây á, thì cái đó mình gọi là mình đấu tranh. Thôi giờ chính quyền coi lại đi, chứ giờ tôi hợp tác chính quyền, tôi rất là tuân thủ pháp luật. Nhưng mà giờ cái hoàn cảnh nó như vậy, xây nhà thờ tốn 50 tỷ. Bây giờ tiền đất thì chính quyền hỗ trợ ok được rồi, giờ tiền 50 tỷ giờ chính quyền phải đền tới bèo bèo 35 tỷ. Giờ chính quyền nói ê vậy mình dựa dạo gì nó mà nói nhà thờ 30 tỷ. Rồi ok đưa bản vẽ thôi. Đưa bản vẽ thôi. Ông mà nhà thờ bự vậy, đớp không? Cái nhà thờ Thủ Thiêm của ông hiện tại nó nhỏ thôi. Ông xây đừng phải cỡ đó thôi. Còn muốn xây bự thì tự ông bỏ tiền thêm. Chứ bây giờ tự nhiên cái nhà thờ cũng nhỏ xíu rồi, ông xây nhà thờ mới. Nó còn ghê nhà thờ Đức Bà nữa. Bự hơn nhiều nữa, cao rộng quy nghe quá, tượng nó nhiều quá không được, tốn tiền. Cái đó hai bên là bị với nhau có gì đâu, gì đâu mà căng gớm nha. Đúng không mấy bạn?